Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Trung Quốc phóng tên lửa thị uy đe dọa hàng không mẫu hạm Mỹ hộ tống bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Bên trong cùng ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh Thời báo sự thật để theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày thật tốt lành và bình an. Thưa quý vị, ngay trước ngày lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc và đặc biệt là để đe dọa chuyến thăm của bà Nancy Pelosi dám đến thăm Đài Loan. Bắc Kinh lần đầu tiên đã công bố đoạn video hé lộ cảnh phóng tên lửa DF17, vũ khí siêu vượt âm được mệnh danh là sát thủ diệt hàng không mẫu hạm. Cụ thể thì đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cuối tuần qua đã cho phát sóng một đoạn video với tiêu đề: Năng lực của quân đội Trung Quốc PLA thể hiện trong 81 giây. Trong video, một tên lửa được phóng từ hệ thống phóng trên đường cao tốc ở sa mạc. Các chuyên gia quân sự đánh giá tên lửa này có hình dáng giống như là tên lửa siêu vực âm DF-17, từng xuất hiện tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Trung Quốc ở Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2019. Theo Thời báo Hoàn Cầu, nếu như vũ khí xuất hiện trong video nói trên là chính xác, là DF-17, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc hé lộ hình ảnh về một vụ phóng thử đạn thật của tên lửa sát thủ, diệt hàng không mẫu hạm. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Trung Bin đã cho hay, khả năng phóng từ đường cao tốc ở giữa sa mạc ám chỉ loại tên lửa thế hệ mới của đại lục, không đòi hỏi một vị trí phóng được thiết lập sẵn. Tên lửa có thể được phóng độc lập ở bất kỳ địa điểm vào thời gian nào, khiến nó trở nên vô cùng linh hoạt. Theo các nhà phân tích, điều này cũng đồng nghĩa với việc đối phương sẽ gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của tên lửa, cũng như là nhắm trúng nó trước khi phóng. Sau khi rời khỏi bệ phóng do DF17 dùng đầu đạn siêu vượt âm, bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh với đường di chuyển khó dự đoán, nên các hệ thống tên lửa phòng thủ hiện có gần như là không thể nào đánh chặn loại tên lửa này. Ngoài các mục tiêu cố định thì DF17 cũng có thể tấn công các mục tiêu di chuyển chậm như là hàng không mẫu hạm. Giang Trân Dân, chuyên gia tên lửa Trung Quốc đã tin rằng DF17 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan trước những đồn đoán có liên quan đến chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Động thái thị uy của Trung Quốc đã diễn ra trong bối cảnh hạm đội 7 Hải quân Mỹ đã tuyên bố đưa hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan trở lại Biển Đông để hộ tống chuyến thăm của bà Pelosi. Nhưng thưa quý vị, Trung Quốc lâu nay vốn thùng rỗng kêu to, họ luôn quảng bá về một đội quân hùng hậu hay là một hạm đội hải quân đồng đảo nhất thế giới. Nhưng khi nhắc tới hải quân Mỹ, người Trung Quốc có ăn gan trời cũng không dám đụng tay đến. Trong khi tay người Mỹ luôn có đủ sẵn đồ chơi để sẵn sàng đáp trả mọi hành động của Trung Quốc. Nhờ sở hữu đội hàng không mẫu hạm đồng đảo nhất trên thế giới, Mỹ đang duy trì lợi thế chiến lược so với các đối thủ như là Nga và Trung Quốc, cũng như là đảm bảo cho vị thế siêu cường quân sự hàng đầu. Hàng không mẫu hạm từ trước cho tới ngày hôm nay là một vũ khí uy lực thể hiện sức mạnh của một nền hải quân. Dù trong những năm qua đã xuất hiện những ý kiến trái chiều về việc, hàng không mẫu hạm có thể trở thành một mục tiêu cồng kềnh dễ bị tấn công bởi những tên lửa và ngư lôi hiện đại. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng, những hàng không mẫu hạm này chưa thể nào hết thời, và đặc biệt là với những chiến hạm uy lực nhất nhị trên thế giới mà Mỹ đang sở hữu. Mỹ hiện có 11 hàng không mẫu hạm, là quốc gia sở hữu đội hàng không mẫu hạm hùng hậu nhất trên thế giới. Nếu như tính cả những hàng không mẫu hạm trực thăng cỡ nhỏ, thì các nền quân đội trên toàn thế giới hiện đang vận hành gần 30 chiếc loại này. Và nếu như so sánh thì các đối thủ lớn nhất của Mỹ hiện tại là Trung Quốc và Nga, còn số hàng không mẫu hạm của Washington nhiều áp đảo. Các hàng không mẫu hạm hiện tại của Mỹ chia làm hai lớp chính là Nimitz 10 chiếc và Ford gồm Nimitz có lượng giãn nước tối đa là 105.000 tấn, chiều dài 332 m Tàu Ford có kích cỡ tương tự, nhưng được bổ sung thêm những một số công nghệ tối tân hơn là hệ thống phóng máy bay điện tử, máy bay thu hồi radar, radar băng tầng kép mới và thang máy cho vũ khí điện tử. Mỗi hàng không mẫu hạm Mỹ chứa tối đa là 75 máy bay, bao gồm 40-44 đến 44 máy bay chiến đấu tấn công FA-18EF Super Hornet, tiêm kích tấn công liên hiệp F-35. Về phần Trung Quốc, hiện đang có 3 hàng không mẫu hạm và dường như, như đang chuẩn bị đóng chiếc thứ tư. Tuy nhiên, cả ba chiếc hàng không mẫu hạm Bắc Kinh trong biên chế đều không thể nào so sánh với Mỹ. Hai chiếc đầu tiên là Liêu Ninh và Sơn Đông đều sở hữu thiết kế lỗi thời vì đều dựa vào mẫu hàng không mẫu hạm lớp Connect Shop do Liên Xô chế tạo từ những năm 1980 với phần thiết kế đường băng đủ kiểu nhảy cầu. Đặc điểm này đã khiến cho máy bay Trung Quốc phải mang ít vũ khí đi cũng như là giảm bớt khối lượng nhiên liệu. Đối chiếc thứ ba là Phúc Kiến thì nó đã được trang bị thêm công nghệ phóng máy bay hiện đại hơn, có thể kể đến như là hệ thống phóng máy bay điện tử giống như trên những hàng không mẫu hạm của Mỹ. Công nghệ này cho phép là Trung Quốc có thể vận hành nhiều loại máy bay hơn, phóng nhiều loại máy bay nhanh hơn, cũng như các phi cơ có thể mang nhiều đạn dược hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia Matthew Fonole của CSIS, Phúc Kiến vẫn không phải là đối thủ của hàng không mẫu hạm Mỹ. Các hàng không mẫu hạm của Washington có nhiều hệ thống phóng hơn, đường băng lớn hơn và nhiều thang máy hơn để cho phép triển khai máy bay nhanh hơn. Ngoài ra, thì hàng không mẫu hạm Mỹ cũng đã chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, Trai 003 được cho là chạy bằng động cơ đẩy hơi nước thông thường. Yếu tố sẽ làm hạn chế tầm hoạt động của vũ khí này một cách đáng kể. Mặt khác, theo Business Insider, Trung Quốc cũng chưa thể nào so sánh với Mỹ về năng lực của những tiềm kích sử dụng trên hàng không mẫu hạm tiêm kích J-15 mà Trung Quốc đang sử dụng không thể nào làm đối thủ của các tiêm kích FA-18EF Super Hornet và F-35 của Mỹ. Hồi cuối năm 2018, một tướng Trung Quốc từng gây xôn xao giới chuyên gia quân sự khi nhắc tới phương án Bắc Kinh có thể đánh chìm một hoặc là hai hàng không mẫu hạm Mỹ. Phát biểu của tướng này đã diễn ra trong bối cảnh giữa căng thẳng giữa hai nước đang leo thang dồn dập vào thời điểm đó. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự đã cho rằng đề xuất trên không phải là chuyện muốn làm có thể làm được. Trên thực tế, thì quân đội Mỹ thường thực hiện bài diễn tập đánh chìm hàng không mẫu hạm hồi năm 2005. Họ sử dụng tàu USS America, vốn đã bị loại biên, để thử nghiệm năng lực phòng thủ của tàu. Vào thời điểm đó, thì USS America đã bị tấn công dồn dập liên tiếp từ hàng loạt các khí tài khác nhau. Sau 4 tuần hứng mưa hỏa lực, USS America lúc này mới chìm hẳn. Theo ông Tabor Manvel, người từng là kỹ sư tham gia dự án chế tạo hàng không mẫu hạm lớp Ford, gần như là không thể nào tấn công một số hàng không mẫu hạm Mỹ trừ khi đối thủ dùng vũ khí hạt nhân. Thứ nhất, hàng không mẫu hạm Mỹ hiện có thiết kế rất vững chắc với các tàu có lượng giãn nước trung bình khoảng 100.000 tấn. Vì vậy, thì việc đánh chìm các tàu này là điều thực sự rất khó thực hiện. Vì kích thước quá lớn nên để hàng không mẫu hạm chìm, nước phải tràn vào một số khu vực nhất định, trong kịch bản tàu bị trúng hỏa lực, các thủy thủ có thể ngăn không cho nước tràn qua các khu vực khác trên tàu, bởi vì hàng không mẫu hạm bao gồm rất nhiều khu vực riêng rẽ bên trong. Bên cạnh đó là quân nhân có thể phòng tỏa các bộ phận này khi cần thiết. Ngoài ra, Mỹ đã sử dụng trên hàng không mẫu hạm nhiều lớp thép bảo vệ. Bản thân những lớp thép này có thể có khả năng hạn chế hỏa lực xuyên qua và được sắp xếp tạo ra một khoảng trống ở giữa để giảm bớt áp lực khi mà đầu đạn phát nổ. Các lớp bảo vệ này cũng đồng thời ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra với bom và tên lửa trên các hàng không mẫu hạm. Thứ hai, xung quanh hàng không mẫu hạm là các tàu tuần dương, khu trục thuộc nhóm tác chiến. Các tàu này có nhiệm vụ bảo vệ hàng không mẫu hạm khỏi tên lửa, máy bay chiến đấu và ngư lôi của đối thủ. Hàng không mẫu hạm và các tàu đi kèm hộ vệ đã được trang bị các radar, sonar và vũ khí nhằm ngăn chặn các tàu tàng hình của đối phương ám sát quá gần để tấn công bằng ngư lôi. Ngoài ra, thì các tàu thuộc nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm còn được trang bị thiết bị chống tác chiến điện tử. Bên cạnh đó là đánh chặn khí động học để đề phòng tên lửa tấn công. Mặt khác, các tàu này còn sở hữu hàng loạt vũ khí có khả năng tấn công tầm gần khi mối đe dọa ám sát. Thêm vào đó, thì Mỹ cũng đã trang bị các tàu và thiết bị chống lại tàu ngầm. Vũ khí có thể được coi là một mối đe dọa rất lớn tới hàng không mẫu hạm. Chính vì vậy, thì theo Business Insider, các chuyên gia đã cho rằng, đối thủ thường phải phóng hàng trăm vũ khí và một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Mỹ thì mới có thể hy vọng có thể có một vài vũ khí xuyên qua được lớp phòng thủ dày đặc này và câu hỏi được đặt ra là liệu đối thủ của Mỹ có sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công tốn kém, phức tạp như vậy hay không, khi mà họ cũng đã có nguy cơ cao sẽ bị đáp trả. Theo Forbes, hàng không mẫu hạm của Mỹ có thể được xem là một trong những nơi an toàn nhất khi xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tên lửa siêu vật âm và có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân như là Turkin hay là những người lôi Poseidon, đây cũng có thể được xem là một mối đe dọa tiềm tàng với các hàng không mẫu hạm khủng của Mỹ. Các chuyên gia quân sự thường tập trung vào khía cạnh dễ tổn thương của hàng không mẫu hạm cho rằng nó là một mục tiêu rủi ro cao vì kích thước lớn, xuất hiện rõ ràng trên những vệ tinh của đối thủ, cũng như ngày càng nhiều những vũ khí hiện đại đe dọa tới các chiến hạm này nếu như một biểu tượng của nền quân sự hùng mạnh bị đánh chìm hoặc là bị tấn công dẫn tới hư hại, nó có thể sẽ có những tác động rất lớn. tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, các hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân có bom lớn vẫn sẽ là một trong những phần quan trọng trong lực lượng hải quân Mỹ trong ít nhất là nửa thế kỷ tới. về mặt bản chất, thì hàng không mẫu hạm là một căn cứ không quân di động có rủi ro ít bị tấn công thấp hơn nhiều so với căn cứ cố định. theo chuyên gia quân sự Nathan Fortify, Tính động cơ của nó giúp Mỹ triển khai được tới nhiều khu vực trên thế giới để hiện diện quân sự phát đi thông điệp nắng gần của đối thủ. Giới quan sát đã nhận định, điểm mạnh lớn nhất của hàng không mẫu hạm không phải chỉ là con tàu, mà là đội máy bay hùng hậu đậu trên nó. Bộ phận không quân của hàng Bộ phận không quân của hàng không mẫu hạm là một ví dụ điển hình của một nhóm tác chiến hoàn thiện. Nó có sự góp mặt không chỉ của các tiềm kích, mà còn có các máy bay trinh sát, cảnh báo sớm, chỉ huy và kiểm soát, tốc liệu và tác chiến điện tử. Thưa quý vị, ví dụ như là chiếc Haki E2D CMV 22B Opry cũng như là những phi cơ không người lái MQ-25A Stingray. Trong một cuộc chiến thì sự tinh nhuệ của lực lượng này có thể tạo nên những điểm khác biệt trong thế trận. Hàng không mẫu hạm chứa một kho đạn và hỏa lực khổng lồ để bơm liên tục cho các máy bay trong một khoảng thời gian kéo dài. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo sự thật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bích trâm xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo